Đây là hai bộ mô hình để giveaway cho anh em nhân dịp 75.000 sub. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi từ trước đến giờ. Như lần trước thì lần này tôi chọn quà khá là kỹ và rất thích hai bộ này của Remant. Bên trái là bộ Swing Venus Series 2, còn bên phải là bộ Red Collection Series 1. Mỗi bộ sẽ có 6 con, cho nên tổng cộng sẽ có 12 anh em may mắn nhận quà cho lần này. Nhân tiện thì nếu anh em thấy chất lượng video nó khoai tây quá thì thông cảm cho con điện thoại cùi mía của tôi nhé. Đầu tiên tôi sẽ mở bộ Swing Venus. Bộ này thì đúng như cái tên thì các Pokemon sẽ được treo lơ lửng và mỗi con sẽ có một cái móc treo hiệu ứng cao tầm 12 phân gì đấy. Kiểu chúng nó sẽ rung lắc rất là hay ấy. Lần trước mở hơi bị cúi bắp cho lần này tôi đã đầu tư hẳn một con dao. Và bộ đầu tiên chúng ta sẽ mở được đó là một con Bronzong. Pokemon chuông đồng ha, nhưng mà hệ thép và siêu linh. Bên này thì cái đế của nó là một cái cột kiểu tàn tích ấy. Xong rồi nó sẽ có những con unknown và cái dây leo quấn quanh. Hai con unknown này thì là unknown chữ G và chữ F, tức là Game Freak ạ, F và G. Còn phía dưới cái đế chúng ta có thể thấy tên của hai Pokemon, đó là tên tiếng Nhật của chúng nó. Con Bronzong này nó đẹp hơn tôi nghĩ, mà tôi sẽ cắm cái que và cái lỗ của nó để có thể treo lên đây. Hơi lệch chút, lầy mới đúng ha. Đó, nó sẽ lơ lửng này, nhìn rất là giống quả chuông. Thật sự thì với một con chuông đồng như này lẽ ra treo luôn vào cái lỗ có sẵn của nó cũng được ấy. Đến hôm thứ hai luôn, bởi vì có nhiều quà để giveaway cho nên chúng ta phải nhanh. Cái đế của con này là một đám mây, mây bay trên trời ha. Và con Pokemon của chúng ta cũng là một đám mây luôn, tên tiếng Nhật ở dưới cả Tyrannus và Pikachu. Thì cái con Tyrannus trong tiếng Nhật, tiếng Anh của nó là Altaria, nhưng mà bởi vì cái bộ này là sản xuất ở Nhật á, cho nên là tên của nó là theo tiếng Nhật hết. Đây là Altaria, Pokemon hệ rồng và bay nè, với đôi cánh rất là bồng bềnh. Hai cái sợi trên đầu của nó khá là mỏng manh, cho nên là tôi hy vọng anh nào nhận được quà này thì shipper đừng có làm gãy nó. Còn đây là Pikachu. So với Altaria thì con này nó nhỏ xíu, mà so với bàn tay của tôi thì nó còn nhỏ hơn. Nhưng mà anh em yên tâm, đấy là tại tay tôi to đấy, chứ không phải tại cái mô hình này nó nhỏ đâu nha. Cắm cái que vào đầu. Mày này con. Rồi sau đó treo lên cái đám mây. Altaria thì bị cắm vào đít, treo này luôn. Không biết hai con này chúng ta có thể treo đổi chỗ cho nào được không ta? Có lẽ là cũng có thể linh hoạt một chút. Cái bộ này nó hay ở chỗ là anh em có thể hoàn toàn có thể xoay cái góc độ của nó theo ý mình á, thì nó không cứng nhắc như mấy bộ lắp ráp. Ok, để lại nó lên đây nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu với hộp thứ 3. Đây là Pokemon gì vậy? Một đám khói. Đây là giống như kiểu lửa ma chơi á, giống cái con gì nhỉ? Giống cái con Chandelure trong cái bộ trước. Còn bộ này là Bragapult, một Pokemon cũng hệ ma. Hiệu ứng khói lửa có một chút trong suốt nha, nó không trong hoàn toàn nhưng mà vẫn có thể để ánh sáng lọt qua được. Và đây là Pokemon Á Thần của chúng ta, cực kỳ đẹp luôn. Có hai con ở trên đầu bé xíu xíu và cái đuôi của nó cũng được trong suốt một phần. Hai cái bàn tay này chắc là cũng dễ dụng lắm đấy. Riêng cái con này mà anh em nào có một cái đèn ở phía sau nó, hay là cái đèn LED ở dưới hắt lên, nó lung linh thôi rồi luôn. Và chúng ta có ở dưới đế của nó là tên tiếng Nhật Dorabolt.
em thứ tư này. Nguyên một cái cây hoa anh đào cho một Pokemon màu hồng, đó là Sylveon. Đây là món quà rất là thích hợp cho những anh em nào là fan của Eevee nha. Nhưng mà cũng không phải là con Eevee duy nhất trong cái buổi giveaway ngày hôm nay của chúng ta đâu. Tôi thấy với anh em là cái bộ này rất là nhiều con, có những cái chi tiết nhỏ ấy, không phải nhỏ mà là kiểu nó mỏng ấy. Cái đế của em này có một hồ nước ở phía dưới ấy, và cái hồ nước đấy có một vài cánh hoa rụng rụng xuống, nhưng mà cái hiệu ứng mặt nước nhìn nó không được chân thực lắm, biết sao đồ nhựa mà làm sao mà giống nước thật được. Nhưng cái cây này cầm khá là nặng tay anh em ạ, để không cẩn thận khi đổ đâu. Và Pokemon thứ tư của chúng ta ở đây là Rayquaza. Rayquaza này nó có một cái cone of shame, một cái vòng xấu hổ ở cổ của nó, để cho cái sừng của nó không bị gãy trong quá trình vận chuyển. Và đây là một hiệu ứng màn đêm đầy sao. Cái hiệu ứng khói đầy sao này có vẻ hợp với Lunala hơn là con này. Nhưng mà cái con Rayquaza cơ bản là nó cũng sống gần vũ trụ mà, trên tầng ozone là sát vũ trụ rồi còn gì nữa. Tháo cái vòng cổ ra cho em ấy nào, cẩn thận không lại gãy bố mất cái sừng. Tôi đã phải cắt ra đấy. Có vẻ như phần đuôi của cái em này nó hơi bị gập, có thể là bởi vì nó bị ở trong hộp trong một thời gian dài ấy, cho nên là cái đuôi của nó bị tự uốn. Những cái con mô hình bằng nhựa mềm thỉnh thoảng cũng có hay gặp trường hợp như thế này, cho nên là cái quá trình móc sẽ hơi bị khó khăn một chút. Nhưng mà trông vẫn rất là hoành tráng nha. Có thể nó bị gập hoặc có thể là không. Và cái con này tên của nó ở dưới là quả Master Ball nha anh em, không phải Pokeball bình thường như những con khác luôn. Rayquaza, cho em ra đằng trước cho nó máu. Ấy, còn tiếp theo đây rồi, đó là một cái hiệu ứng nước và hai Pokemon nước, đó là hai em starter Oshawott và Piplup. Cái hiệu ứng này có khá là nhiều thứ đi kèm, chẳng hạn như là cục đá và san hô. Hiệu ứng nước rất là trong vắt đó. San hô này không phải là Cosola đâu nhá, nếu như nó là con Cosola thì chắc là sẽ hơi nhiều. Đây là em Oshawott, em này thì sẽ không treo mà là sẽ cắm đít em ý vào cái gai ở đây, em ý ngồi ở trên cái bong bóng. Còn em sẽ treo lơ lửng để em Piplup này. Đây là con chim cái cu biết bay hả mọi người? Tên của hai em ở dưới cũng là tiếng Nhật nha, đó là Pochama và gì gì đó, hình như là Mizumaru thì phải. Để hầu vào cho em đứng. Chúng ta sẽ sang bộ thứ hai là bộ Red Collection. Cái bộ này thì không có nhiều những cái hiệu ứng nó ảo như cái bộ kia, nhưng mà nó sẽ có những cái vòng hoa kiểu trang trí rất là lễ hội ấy, giống như kiểu cái vòng nguyệt quế của ngày Noel ấy, hay là những cái vòng hoa kiểu trang trí đám cưới. Ở đây chúng ta sẽ có hai Pokemon liền, đó là hai dạng tiến hóa của Eevee, Espeon và Umbreon. Tên tiếng Nhật là Efi và Blacky, tôi khá chắc là như vậy.
một trong những Pokemon yêu thích nhất của tôi và một trong những Pokemon yêu thích nhất của anh em. Có phải đây không? Nhìn con Umbreon trên hình là nó ở phía bên phải cơ. Đúng không ta? Bên này có vẻ hợp lý hơn này. Và Espeon sẽ đứng ở bên này. Hai con chúng nó sẽ chạm đuôi vào nhau. Đó, phải nhìn sang nhau này chứ nếu mà xếp ở kia thì lại hơi bị xa cách. Trông cũng xinh ha. Mỗi tội là cái móc nó sẽ hơi bị dễ rơi một chút. Một thứ hai nào. Có lẽ là tôi sẽ đặt cái đám này xuống dưới cho đỡ che mấy đứa đằng sau. Như vậy có vẻ hợp lý hơn. Hộp thứ hai này chúng ta có Jirachi và một vòng hoa màu xanh giống như là màn đêm vũ trụ, cũng có cả sao lấp lánh các thứ. Cả một ngôi sao giống như kiểu sao băng. Bản thân Jirachi cũng là một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, sau 1000 năm ngủ thì bà ấy dậy được 7 ngày rồi ngủ tiếp. Jirachi này thì nó không giống những con khác, nó có một cái riêng một cái móc treo gắn sẵn ở trên đầu nhỏ xíu xíu để gắn vào một cái lỗ cũng nhỏ không kém trên cái vòng hoa. Nó là con duy nhất được treo ở trong cái bộ này. Tôi khá thích màu hoa của em ấy. Cho anh em nhìn kỹ hơn một chút nha. Hồi tiếp theo nha. Hôm nay tôi phải đuổi nắng anh em ạ. Quay thêm một chút nữa là trời nó sẽ rất là âm u. Mew có riêng cho mình một cái hộp. Bởi vì cái đuôi của em ý rất là dễ gãy, cho nên là cái hộp này sẽ đảm bảo cho em ý được an toàn cho đến khi đến tay anh em. Không đi đến giữa đường lại Mew rụng đuôi thì đã bắt đền tôi. Mỗi bộ nó sẽ có một Pokemon huyền thoại thôi, nhưng bộ này nó có hai anh em ạ. Thật ra bộ này là huyền ảo, nhưng mà những cái bộ trước mà tôi mở thì mỗi bộ nó sẽ có một vài Pokemon hot hot này, và chắc chắn nó sẽ có một con Pikachu và một con huyền thoại. Bộ này thì có hai. Mình gắn vào đâu ta? À đây, có một cái lồi da bị khuất ở trong này. Cho vào sẽ khá là khó, phải bửa ra một chút có thể gắn Mew vào được. Và khi đó hai cái cánh tay của nó sẽ bám lấy cái nơ, giống như kiểu nó đang cầm cái nơ và bay vậy á. Hoa màu đỏ và vàng cũng khá là nổi bật. Đặt cái hộp em ấy lại và cho em ấy lên cao nhá. Chúng ta còn 3 ép nữa ở đằng sau. Hộp thứ tư này chúng ta sẽ có một cái vòng giống như là nguyệt quế vậy đó. Và đây là Flareon. Ha. Em này có màu cũng giống như kiểu màu trong ngày Noel vậy. Hay là màu lò sưởi gì đó.
thêm một lựa chọn nữa cho các anh em fan của EV nha. Em này có cái lỗ ở chân này, nó sẽ gắn vào một cái cục rất là khó nhìn ở đây, trông nó sẽ như là đang nhảy qua cái vòng hoa ấy, sẽ không được chắc chắn cho lắm. Nhưng mà nếu như anh em nào mà muốn chắc chắn hơn thì có thể dùng một chút xíu keo để đính nó vào nha. Cho anh em quan sát kỹ hơn một chút xíu nữa, chúng ta sẽ cần phải nhanh lên bởi vì là sắp hết ánh sáng rồi. Bây giờ đang là gần 5 giờ chiều. Hộp thứ 5. Ở đây là một cái vòng hoa hướng dương, hoa xanh xanh hay là hoa gì đó tôi không rõ. Và đây là Pachirisu và Pikachu. Ở cái bộ này nãy giờ tôi quên mất không nói, mà tôi không để ý mất luôn, đó là nó sẽ không có cái tên của con Pokemon ở phía dưới. Chính ra nếu như mà cái tấm gỗ, thật ra bằng nhựa nhưng mà nó làm hiệu ứng giống như tấm gỗ màu trắng ở đằng sau kia mà nó có khắc tên Pokemon ở dưới thì sẽ rất là hay. Pikachu nó sẽ ngồi ở đây cắm đít vào cái vòng và có Pachirisu sẽ ngồi ngay bên cạnh. Phải đây không? Quay mặt vào nhau hả? Hình như không phải. Quay sang bên này. Đúng không ta? Kiểm tra lại trên hộp xem thế nào. Hộp đâu? Đây. Đó, thế này mới chuẩn nè. Con Pikachu cảm giác nó vẫn hơi lệch. Nhưng mà thôi không sao, khi nào anh em nhận được thì anh em tự lắp lấy. Chúng ta chỉ còn một hộp nữa đằng sau này thôi. Đó là con cuối cùng trong cái hộp thì chắc là mọi người cũng biết nó là con gì rồi. Thì là hai Pokemon hệ ma nha. Và có một cái vòng hoa, không hẳn là một cái vòng hoa, nó là một cái gỗ, một quả bí ngô và một cái hoa gì đó màu tím. Cái khúc ngô này, ngô bí ngô này nó lại rời ra cho nó không liền sẵn như là một cái vòng hoa trước. Nó đổ nào xuống. Treo lên đây. Bé đang đi thể dục ở trong khuôn viên này đang tò mò với cái đám đồ chơi rất là rực rỡ mà tôi trưng bày ở đây, và các bé đang nán lại để xem. Pamkabu cũng này, thêm một quả bí ngô nữa, sẽ ngồi ở bên này và ngồi trên quả bí ngô còn lại là Litwick. Hai Pokemon hệ ma trong ngày Halloween. Anh em nào thích Halloween thì hãy nhắm lấy em này nha. Hai em này nha. Ok. Và đó là Pokemon cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay rồi. Lần này chúng ta sẽ giveaway 12 em này cho 12 bạn may mắn. Cách thức để tham gia giveaway thì vẫn như lần trước. Tôi sẽ để ở trên cái fanpage, link fanpage thì ở trong phần mô tả của video này luôn. Anh em sẽ lên trên đấy và sẽ có một cái bài post giveaway. Ở trong bài post đấy sẽ có hình của 12 Pokemon này, và anh em có thể comment vào hình của từng con để có thể tham gia nhận thưởng. Là hình của những cái con đấy chứ không phải là comment vào cái bài post đâu nhá. Lần trước rất nhiều anh em hiểu lầm và comment ở bên ngoài bài post, khiến cho tôi phải đi tôi trả lời từng anh em một, đến cái mức mà Facebook nó tưởng tôi spam, nó khóa tôi comment trong khoảng một thời gian rất là dài. Đó, còn đâu thì anh em có thể lập nhiều nick mà comment cũng được, không sao. Anh em có thể comment vào hình của tất cả các con, không sao, càng tăng tương tác cho tôi. Vấn đề là nếu như anh em đã trúng một con rồi thì sẽ không được trúng con nào nữa. Vậy thôi. Kết quả thì tôi sẽ quay thưởng vào ngày Pokemon Day, tức là 27 tháng 2 năm 2023,
Hôm đấy chúng ta sẽ có một cái Pokemon Present và sẽ có rất nhiều update cho những cái game Pokemon mà anh em mình chơi. Và sau khi xem xong các trailer thì tôi sẽ tiến hành quay thưởng. Nhưng mà sẽ khác lần trước một chút, đó là hôm đấy anh em hãy vào theo dõi livestream của tôi để biết là mình trúng thưởng. Và hãy nhắn tin xác nhận qua fanpage của tôi nhanh nhất có thể. Nếu không thì tôi sẽ quay lại cho anh em khác. Bởi vì lần trước có mấy ông là trúng thưởng đấy, nhưng mà mất khoảng 2 tuần mới trả lời tin nhắn của tôi. Đấy, tôi đã phải nhắn tin, tôi hỏi địa chỉ của các ông để tôi ship. Nhưng mà các ông còn không thèm check tin nhắn Facebook thì làm sao mà tôi biết được. Trong khi những người khác thì không được quà đã rất là thiệt rồi đúng không? Cho nên là lần này anh em hãy chú ý theo dõi buổi livestream tối 27 tháng 2 nhá. Một đêm duy nhất 27 tháng 2. Đấy, đại khái là thế. Có gì thì đến buổi hôm đấy chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn. Còn bây giờ thì chúc anh em may mắn nhá.